dòng họ Tân Khải, đẹp Phân Lai, dậu bán bến gạo, sơ văn luông. Tiếp nối truyền thống, hiếu thuộc thầy, hồng trá ông, bày giặt xin cấu bạc cấu xếp chết, chi hồi khuyến ốc, hồng dòng họ đã đáy cúc. Ngày ta lấu cúc, chi hồi đã cúc quy chế cúc vịt, thường xuyên tuyên truyền, ba truyền thống hiếu thuộc thầy, hồng dòng họ, cậu cháu Lan, dâng lực tộc thầy, hãy mang chú đáo. Động viên các con các cháu. Bây giờ là hàng bày háo xếp nẻn mấy sư dẹp dụ cụ món câu đều tổ chức khen thưởng hay lực lan món câu xê tuyên truyền tèo thế hệ lăng tiếp nối truyền thống hong thế hệ bê con tèo hãy lực lan ná đáy truyền thống hong trá ông lau ná đáy cháu hất bê con đã cúc đáy bất lây sau lộp cháu ăn hó bất lây tời bay qua cháu ăn hó hong bất lây tèo lực lan ná đáy tỏ say tọc sạo cục kem tỏ say cố gắng bây giờ là thế hệ thứ hai thứ ba là học theo tèo phong trào khuyến hóc hong song ho nghìn cảng vây hớn sạo vây háo chiêu lạc ao thoại kết quả đời luôn mây cháu Lan sẽ là nhân tố quan trọng có phần hoi bậc lan tỏa tinh thần khuyến hóc lân cháu Lan cợt sậu đời song ho đời hong làn báo Tân Khải Sơn sẽ là rất điển hình. Mấy chị có plan đời về khuyến học không dòng hò mà không cả bán. Báo Sơn mấy đáy thong hân lực, cả thong quân lực không báo, đều ngoan sau mấy thành tích thang đối với tộc thầy. Năm lớp 9 thì là năm rất là chủ chốt để mà đi thi. Đời lốc tộc thầy, nông sẽ luôn cố gắng tập trung. Thì nghi giảng dậu khẩn lớp, cục đo cho bay tập, tá hong mấy thành tích thang đời với tộc thầy. Là nông xê định hướng hái nông, thì hào cháu ăn trương đời. Sau nông quyết định thì hào trương, phổ thông trung học Minh Đài. Sau dậu đợt thi vơ nấy, nông đã cố gắng đợt để thanh tích, là dân tài lộc cạ vên. Nông thêm mấy bàn lai, làn sạo dòng ho xê động viên nông lai lai. luôn luôn là kèm cả các cháu học hành đảm bảo về phần thứ nhất là về tạo phát huy tinh thần hiếu thuộc thầy không dòng họ câu sẽ luôn động viên cháu lực câu là tức trêu họ thuộc thầy tạo mọi điều kiện đều hãy lực tộc thầy nâng là xây đo cháu trang thiết bị nâng là máy tính bố trí thời gian đều hãy lực tộc thầy định hướng hãy lực đều lực ná tộc thầy tiêu cục chúng là đều tá hong lực mời mục tiêu đều cố gắng phấn đấu các lãnh đạo địa phương cũng như là bà con làng xóm là có phong trào tiếng chống học bài hàng bay con vịt tuyên dương khen thưởng hãy lực đạch tộc thầy sinh viên đạt thành tích thang để vịt tộc thầy chi hồi khuyến học không dòng họ sẽ nêu gương cháu hân thành đạt cháu ăn cạnh tiêu biểu mà tinh thần vượt khó bày hớn đầy tộc thầy đều lực lan cốc kem phối hợp chặt chẽ con cháu chi hồi khuyến học không lan trường kịp thời nắm bắt thông tin mà tình hình tộc thầy không lực lan lao từ năm 2009 thì anh em trong họ là có gây dựng được với quỹ 70 triệu dòng họ đá cúc đáy nguồn quỹ là chết xếp mần đều bay thăm hỏi cháu lốc phần đời dòng họ bê phát tài thông là khen thưởng hay cháu lực lan dậu đời dòng họ bởi thành tích thang đời viết tộc thầy xèn hãy xê mấy lai lai tâng sẽ là nguồn động viên kịp thời đều hãy lực lan hãy man cố gắng lúc ấy là biểu dương lúc nấy dòng họ Tân Khải dậu sơ văn luông mấy ngày dịp cấu lan con khoảng khân pẹt xếp hần đời hôm mới dắt thân trình độ thạc sĩ xếp pẹt hần đại học xếp hần cao đẳng xếp chết hân đá dậu đang cục dậu cháu cơ quan đơn vị hồng lan hôm bạc phân bạc lực lan đời dòng họ đều đáy pê tộc thầy chăn thui mấy mấy hần khánh tộc thầy mấy mấy hần lây mấy ná xê đời lan dòng họ đều tích cực tham gia cục xã hội tộc thầy bay thao xin linh nghiệp sự ít bạc phân bạc cháu lên đợt làn tộc thầy đối với dòng họ Tân Khải về cái phong trào học tập thì là đứng đầu của xã cái con lai dòng họ cực đời cháu bê qua dòng họ Tân Khải đã phát huy đời lai truyền thống hiếu tộc thầy lai hơn đời dòng họ đã tộc đại học
thành công khân lai lĩnh vực quốc về không xã hội, mời ăn đóng góp tích cực, hào ăn phát triển không xã. Đến giờ phút này thì người dân cũng đã hiểu là cái lợi ích của việc học tập, cho nên là đến giờ phút này thì cái phong trào học tập của tôi gần như nó đã vào nề nếp và được nhân dân là tích cực hưởng ứng. Tá phong trào khuyến học khuyến tài, hồng dòng họ Tân Khải mà lai lan dòng họ Dậu Cần Sơ Văn Luông đã ná hơn mà ý nghĩa hồng công tác khuyến học khuyến tài có phần ấn mạnh về khuyến học khuyến tài Dậu Cần Sơ. Đẹp lai đai Dậu Cần Sơ thu ngạc, sơ mây điều kiện kinh tế nước lộp lai hó hồng ven Tân Sơn. Tầng cháu lát hồng dòng hồ Hoàng Văn, xe vẫn xeo, động viên, khuyến khích, sau đầu tư hay lực lan lao tộc thầy, trở thành dòng hồ điển hình, đời công tác khuyến học khuyến tài hồng ven. Trong dòng họ thì trong quá trình vận động các cháu ấy, thì xe tuyên truyền động viên phần dạo đời dòng họ là tất hãy lực lan lao bây tóc thấy đó. Lúc nấy dòng họ đã cuộc đời lai việc nấy lực lan dạo đời dòng họ xe mời lai hơn tóc đấy hớn thang sau xe mời lai hơn bây cuộc về dạo bé nước để cùng phát triển lên. Dòng họ Hoàng Văn đẹp tập trông dạo bản tân ve sơ thu ngạc mời khẩn lốc xếp làn con khấn tham bác hẩn tiếp nối truyền thống hiếu học không cha ông tá gì bày thong xe lên xếp ết bạt khuyến học không dòng hồ Hoàng Văn đáy cúc ban xe đá kịp thời vận động tuyên truyền mà cháu ăn kênh hiếu học hồng lan dòng hồ đều giật thanh viên giật lan là đáy ý nghĩa hồng công tác khuyến học khuyến tai. Cả anh em trong họ Mạc đều có khuyến khích cho các con em, động viên các em đi học đầy đủ. Xe thành viên hồng dòng họ, câu sẽ luôn tuyên truyền, động viên cháu lát dạo lực lan lao, bày tóc thay đo, cháu lát xe đơ, cháu nông, mày hoàn cảnh họ. Hào cháu xếp lễ, mấy sư, cháu nghe nền, tổ chức khen thưởng, đều động viên cháu nông, mày thành kính thang, đời việc tóc thay. Ngoài cái trường họ thì cũng tiếp sức cho sự họ khác để cùng tạo nên một cộng đồng học tập. Lúc nấy dòng họ Hoàng Văn dậu sơ thu ngạc mây khẩn tham xếp hẳn mây trình độ đại học cao đẳng dậu trung cấp há hân đang cục vạch dậu cháu cơ quan đơn vị hồng lan hôm bạc phân bạc lực lan dậu đời dòng họ đều đáy bay tóc thầy chăn thui mấy mấy hẳn khánh tóc thầy mấy mấy hẳn mấy ná xê giặt lan đời dòng họ đều tích cực tham gia cuộc xã hội tộc thầy. Tôi là gia đình tôi thì cũng là một trong những thành viên của dòng họ Hoàng Văn. Làn câu mây thong lực hàng bầy sư đều nhân đấy ăn động viên kích lệ hồng dòng họ nhờ hồng mà lực hồng câu đều mẩy thành tích thang đối với tộc thầy. Làn câu sẽ mẩy vấn lại. Các cháu có ngoan, đi học cũng có nhiều thành tích tốt trong học tập. Dòng họ Hoàng Văn là một trong những dòng con họ cháu dòng họ Cực, dòng họ Hoàng Văn đã cuộc đời truyền thống hiếu tộc thầy, lai hân dậu đời dòng họ Xê, đáy tóc hướng thang, cuộc lai vết dậu đời xã hội, đóng góp ăn tích cực họ ăn phát triển không sợ. Giờ món câu Xê đánh giá thang lai, ăn đóng góp không dòng họ Hoàng Văn, đời phong trào tập thầy dậu cần sơ món câu. Con cháu thanh tích đời công tác khuyến học khuyến tai hàng bầy dòng họ Tân Khải dòng họ Hoàng Văn đã đáy sơ sậu hồi khuyến học cháu cấp biểu dương khen thưởng dòng họ Tân Khải dòng họ Hoàng Văn thanh cháu ăn cạnh lon điển hình mà dòng họ hiếu học dậu khẩn bên Tân Sơn. Con biết không sẽ là động lực thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tai, hồng sợ, hồng vền, có phần nâng thang dân trí, bồi dưỡng nhân tài, hãy bán mưng là nôm.